chứ ai đó có là ai lớp chiêu quá các chị hiểu không? Cái nó đều lớn. Bên hàng này bước qua bên tay trái một bước nhẹ rồi đó. Chữ N này nó đang bị xéo xéo. Và chúng tôi xin mời các đội chúng ta di chuyển về một hàng dọc dành cho. Rồi cảm ơn. Ở cách khoảng cách của dụng cụ chúng tôi 2 bước. Bắt đầu. Đội trưởng không cần đụng, đội trưởng không cần đụng, đội trưởng không cần đụng. Một cái thôi, chỉ cần một cái. Cảm ơn.
chúng ta chiến thắng là chúng ta chiến thắng tinh thần và chiến thắng được sức mạnh của mỗi cá nhân và của mỗi đội. À, và lần